lên. Bóng keo của anh ta là không nhiều lắm, anh ta hết bóng keo rồi thì chắc hơn. Nhưng anh ta có một khẩu vòng 187, anh ta có thể làm được điều này. Top 1 sẽ là dành cho bên phía VKB mà thôi. Không thể nào mạnh hơn được nữa. Quay ra dành cho thành viên của VKB. Chủ nhật ngày 1 tháng 11 trên các kênh sóng của Huyền Thoại Sinh Tồn, Free Fire Esports. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của Huyền Thoại Sinh Tồn, Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.